Thưa quý vị, theo thống kê của ngành giáo dục, đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh còn 44 trường và 6 điểm trường chưa tổ chức dạy học trở lại. Đây là các trường bị thiệt hại nặng do thiên tai, chưa kịp sửa chữa khắc phục xong hoặc đang được sử dụng làm nơi tránh trú tạm thời cho nhân dân. Riêng huyện Bảo Yên vẫn còn 33 trường học cho học sinh nghỉ học sau mưa bão. Một trường mầm non đi học trở lại từ ngày 18 tháng 9, nhưng lại phải tiếp tục cho các em nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em, phòng tránh nguy cơ sạt lở đất. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục rà soát, kiểm tra tổng thể, sớm có phương án sắp xếp, bố trí lớp học để học sinh đi học trở lại và chỉ tổ chức dạy học khi điều kiện trường lớp đảm bảo an toàn. Trước mắt triển khai làm nhà tạm để dạy học đảm bảo xong trước tháng 9 năm 2024, đồng thời lên phương án xây mới các trường học để thay thế các trường không đảm bảo an toàn trên toàn tỉnh. Thống kê số lượng đầu sách giáo khoa, thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh còn thiếu, bị hỏng để có phương án bổ sung kịp thời.